Sáng ngày 21 tháng 7, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng quà các thương binh, gia đình liệt sĩ trên địa bàn huyện Mộc Châu nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2024. Cùng đi có lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội và lãnh đạo huyện Mộc Châu. Đoàn đã đến thăm tặng quà các thương binh Nguyễn Văn Lộc, tiểu khu Chè Đen 2, thị trấn Ông Trường Mộc Châu, Đỗ Mạnh Cường, tiểu khu 1, thị trấn Mộc Châu, Nguyễn Công Bài, tiểu khu Bản Mòn, thị trấn Mộc Châu và các gia đình liệt sĩ Phạm Khắc Lơ, tiểu khu 66, gia đình liệt sĩ Mai Xuân Hoạt, tiểu khu 19 tháng 5, thị trấn Nông Trường Mộc Châu. Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh xương máu, cống hiến to lớn của các thương binh, liệt sĩ đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ nền độc lập tự do của Tổ quốc. Đồng chí ân cần thăm hỏi sức khỏe và động viên các thương binh, gia đình liệt sĩ tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và là tấm gương sáng cho các thế hệ con cháu noi theo, cùng với chính quyền địa phương xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp và phát triển. Đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và tạo điều kiện thuận lợi để các gia đình chính sách có cuộc sống tốt hơn.